tin Thỏ con bị ốm Hôm nay thỏ con đang chơi đùa Tự nhiên thấy bụng đau quá trời Nằm rên Ôi ôi sao đau thế này Ôi má ơi là ôi má ơi Mau mau đưa bạn thỏ con lên giường nằm Chườm nước nóng cho em cái bụng Alo bác gái hãy mau về nhà Nhanh bác ơi thỏ con đang đợi Phi thật nhanh về thấy thỏ con nằm Mồ hôi ướt đẫm miệng rên hừ hừ Thỏ mẹ cuống quýt Nào đi thật nhanh nào Mau bế con vào phòng khám thôi Hai mẹ con thỏ ôm nhau đi bệnh viện Gặp cô y tá trông thật hiền Mình đo huyết áp đo thân nhiệt này Rồi sẽ đi gặp bác sĩ ngay Đâu ta xem nào đau như thế nào Ruột như cát, bụng sôi ào ào Chẳng thể múa hát, không thể chơi bời Bác sĩ ơi, là bác sĩ ơi Bác sĩ cau mày, khám thật kỹ này Vùng quanh rốn, ruột non, dạ dày Chiều qua cháu đã ăn những gì nào Và có quên rửa tay không nào Vệ sinh qua rồi Đồ ăn nấu chín nước đun sôi để nguội Thì mới an toàn nhé cháu ơi Đôi bàn tay này giữ cho thật sạch Việc ăn uống phải luôn lành mạnh Dạ thưa bác sĩ Cháu xin vâng lời Không dám ăn